Hôm nay giới thiệu bà con mẫu Kino 125 đến 140 có đề nha. Đây, mẫu có đề này. Dành cho chị em phụ nữ nào mà quay máy không nổi gì đó, hay người nào lớn tuổi rồi đó. Cứ bấm đề là chạy thôi. Có bình sạc luôn, bình 12V, bóng 30A là vừa con. Đây, lâu lâu mình đề một cái không sao. Không cần bình lớn, có chỗ này để bình nè. Bấm đề là chạy thôi. Từ 125 đến 155 đều có đề hết nha. Rất là êm. Cái mẫu có đề mà con. Cái mẫu đèn 140 cũng có luôn nè. Không có đề không đó. Không có đề. Vấn đề chạy im lắm nè, với đặt máy trong rồi chạy đã lắm rồi không, khỏi gần quay cho cực. Phụ nữ đâu đề là chạy thôi, cái bình chỉ cần 12V 30A là vừa. Từ 125 đến 155 thì có đề hết luôn. Đỡ liền đi, tới nó coi nè. Đỡ hay là thích đề thì có đề luôn. Evino 2006. Em cho anh hỏi là trên ủ toàn rồi thật cho thấy xanh đó giờ tới kia. Đè luôn một con, có phá luôn. Có chụp bô luôn nha. Chụp bô luôn. Bô toàn để thành đạt. Bô toàn nó có mấy xăng hả bạn, cho mấy xăng không ạ? Không giới. Rồi mờ nào là gì ta? Mờ nào.